Xin chào các bạn. Dạo này Sài Gòn mưa gió các bạn nha. Mưa từ sáng sớm cho đến chiều, kể cả tối, lúc nào cũng mưa. Và ở Minh Phụ Music cũng đang có một cơn bão như vậy, mang tên Gusman B25. Dù chỉ mới ra mắt trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Gusman B25 đang tạo nên một con sốt vô cùng đặc biệt. Và hôm nay, hãy cùng theo chân mình bàn giao cây đàn Gusman B25 màu xanh về với quận 11. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Và mình đã có mặt tại nhà anh khách để giao chiếc piano điện Gusman B25 màu xanh biển. Trong lúc mình đang lắp chân đàn thì anh khách đang chơi tựa game yêu thích của rất nhiều người. Đố các bạn biết đó là tựa game gì? Hãy comment bên dưới video nhé. Như các bạn thấy thì bây giờ mình đang lắp chân đàn Gusman Gusman được anh khách mua cùng B25 với mức giá cực ngon chỉ 350.000. Với chiếc chân đàn này, việc học nhạc của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sẵn tiện đây, mình sẽ hướng dẫn anh em 3 bước lắp chân đàn vô cùng nhanh chóng. Các bạn hãy làm theo mình. Đầu tiên là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân. Sau cùng là đưa cây đàn B25 để lên trên và chiêm ngưỡng. Anh đã chia sẻ với mình rằng được biết thông tin mẫu đàn này qua fanpage và YouTube Minh Phụ Music nên đã đặt mua ngay trong buổi sáng. Và cũng chia sẻ thêm rằng đội ngũ nhân viên Minh Phụ Music nhiệt tình, giao hàng cực kỳ nhanh chóng, chu đáo. Sau khi anh vừa đặt hàng chỉ mới 30 phút, mình có dịp được biết thêm những chia sẻ thú vị về anh là anh khách đã học đàn hơn 20 năm, nhưng vì một số lý do cá nhân anh đã tạm dừng chơi piano. Và khi biết đến Minh Phụ Music có Gusman B25, anh đã tìm hiểu và sắm ngay mẫu đàn siêu hot này. Cùng khám phá chức năng trên B25 nhé. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn led ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, tempo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Buổi giao đàn Gusman B25 đến với khách hàng tại quận 11 ngày hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.